Ferrari F8 Tributo sở hữu màu sơn độc có mặt tại Việt Nam, chiếc Ferrari F8 Tributo này là chiếc đầu tiên được đưa về nước với màu sơn xám xi măng lạ mắt. Trước đây, dòng siêu xe này đã có mặt tại Việt Nam với số lượng không ít nhưng tất cả đều mang những màu sơn quen thuộc như đỏ, vàng, trắng và đen. Chưa đầy 3 tuần sau khi quá cảnh tại Hồng Kông, chiếc Ferrari F8 Tributo màu xám xi măng đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức cập bến Đà Nẵng và sẵn sàng bàn giao về với chủ nhân tại Sài Gòn trong thời gian tới. Chiếc Ferrari F8 Tributo này mang màu sơn Grigio Ferro Metallic lạ mắt. Đây không chỉ là chiếc F8 đầu tiên tại Việt Nam mang màu sơn này mà còn là chiếc Ferrari đầu tiên tại nước ta sở hữu màu sơn này. Màu sơn xám này khá giống với kiểu màu xám xi măng từng rất hot tại nước ta nhưng được bổ sung thêm hiệu ứng ánh kim. Đối thủ Lamborghini của siêu ngựa cũng có một màu sơn tương tự, gọi là Grigio Telesto. Bên cạnh màu sơn độc đáo, ngoại thất của xe còn được tô điểm bởi mui xe sơn đen, nhiều chi tiết ốp ngoại thất được làm bằng sợi carbon. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép được thiết kế theo kiểu ngôi sao bắt mắt. Sơn bạc. Bên trong, cùng phanh sơn vàng nổi bật đi kèm hệ thống phanh với đĩa gốm sợi carbon, bên trong khoang lái được bọc da và vật liệu Alcantara siêu nhẹ màu đen, kết hợp cùng chỉ khâu và các chi tiết tạo điểm nhấn màu vàng. Xe được trang bị ghế đua chỉnh tay. Sợi carbon cũng được sử dụng trang trí rộng rãi bên trong khoang lái, đây là chiếc Ferrari F8 thứ bảy cập bến Việt Nam. 6 chiếc F8 có mặt tại nước trước đây gồm 3 chiếc thuộc bản Tributo, Cup và 3 chiếc thuộc bản Spider, Convertin. Trong đó, 3 chiếc sở hữu màu sơn đỏ truyền thống, Rosso Corsa một chiếc F8 Spider màu trắng, Bianco Avut, một chiếc F8 Tributo màu đen, Nero Daytona, và một chiếc F8 Spider màu vàng, Yalalo Modena. Ferrari F8 Tributo được trang bị khối động cơ xăng V8, dung tích 3.9L tăng áp kép, cho công suất cực đại 720 mã lực và mô men xoắn cực đại 770 nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp xe có khả năng tăng tốc không đến 100 km trên giờ trong 2,9 giây, không đến 200 km trên giờ trong 8,2 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km h Tại Việt Nam, siêu xe Ferrari S8 Tributo có giá bán khoảng 23 tỷ đồng tùy vào trang bị của xe. Với phiên bản mui trận F8 Spider, giá bán của bản này là khoảng 28 tỷ đồng.